Xưởng tượng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một bình hoa phù dung có một đôi chim chích các bác nha. Chất liệu gỗ hương ta hàng đục rất kỹ và sắc nét ạ. Bức này có kích thước cao 1m, ngang 60 và sâu 35, đục rất là kỹ và tỉ mỉ luôn các bác nha. Em sẽ quay cận cảnh tứ diện cho các bác lần lượt ngắm kỹ tác phẩm này nha. Tác phẩm này thì khỏi phải chê luôn các bác nha. Rất là sinh động, rất là đẹp. Vừa có tiểu cảnh, vừa có động vật, chim đang bay các bác nha. Một đôi chim rất là đẹp. Để đục những tác phẩm như này rất là kỳ công luôn các bác nhé. Hoa đây ạ, đục rất là đẹp luôn. Ở xung quanh bình có bám rất là nhiều nu các bác nha. Để bức này trong gia đình nhà mình, trong phòng khách thì khỏi chê luôn các bác nha. Khách vào cứ phải khỏi trầm trồ hỏi các bác mua ở đâu. Đây là hoa các bác nha, hoa phù dung đây. Đục tỉa rất là đẹp, rất là kỹ xảo luôn các bác nhá. Đẹp lại còn tinh tế. Các bác mua về vợ các bác lại rất là thích luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Tác phẩm này rất là mịn màng các bác nha, mặt sau của nó đây ạ. Các bác ngắm kỹ tác phẩm nha, ưng tác phẩm nào thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn các bác nhé. Hoặc các bác qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em các bác nhé. Các bác xem video thì ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ 137 để cập nhật hàng mới về và xem các video Full HD về các siêu phẩm của nhà em các bác nha. Cảm ơn các bác.